học rất là mới lạ và hiệu quả của chúng. Cô rất là nhiệt tình ạ. Rất là xinh đẹp, rất là nhiều kiến thức, thấy cách học này cực kỳ mới lạ. Và đặc biệt là cô và các bạn rất thích yêu tiếng Anh. Trước đây mình thấy tiếng Anh rất đáng sợ. Sợ đến nỗi mình không muốn làm đến lớp nữa. À không, khó đến. Em phải đến chứ, để có điểm giác. Không đi chết. Bây giờ đi học hay quá. Thì mình thấy tiếng Anh vẫn là sợ ảnh đúng không? Hết đáng sợ rồi. Nghe hỏi cho cô, đã dành 2 ngày. Để có dạy miễn phí nữa cho bọn em.